đường em về thăm anh. Ngọc Lan khuyên cùng trong làm gì có Ngọc Lan ở đây. Tiên dương cầm đâu lặng lẽ, dù ta về phía cuối trời. Cái họ bảo là cái quay để tự phỏng vấn ấy thì phỏng vấn cái gì đưa chị quay cho nghe. Quay ở đây này, cái phỏng vấn về tình yêu. Tình yêu á. Ừ. Nhưng mà họ có muốn hỏi cái gì chính xác, là hỏi cái gì không hay là... họ hỏi nhưng mà em lại không vào mạng được. Đẹp quá nha. Đi đường nào? Thích đi đường nào cũng được. Đường này. Đường nào? Đường nè. Đó là university. Hay. That is đường Marty's nào? Office. We are maybe 3 blocks from Marty's office. Đi thẳng hả? No. À. Ok. Đường nào cũng có lá hết. Ở đây giờ đường nào cũng có lá cả. Con đường em về ban trưa, Ngọc Lan quyến rừng trong vườn. Tình dương cầm đâu lặng lẽ, dù ta về phía cuối trời. Con đường em một ban trưa, con đường em về thăm anh, có nhớ hay chẳng bây giờ. Hoa xưa thôi không chờ nữa, chỉ còn ta đứng dưới